Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta tiếp tục trở lại với lại triển lãm của Triều Khúc. Và rất may mắn hôm nay chúng ta lại đang được giao lưu với một chú, chắc chú cũng tương đối nhiều tuổi rồi, rất là yêu và đam mê cây. Chú ơi, chú có thể cho cộng đồng Yêu Cây cháu làm quen chú được không ạ? Rồi, xin chào nhà truyền thông Đức Huy Yêu Cây ạ, với của kênh Yêu Cây. Vâng. Và chào tất cả các quý vị khán giả, những người yêu cây trên toàn quốc. Vâng. Thì tôi là Dương Hùng, sinh ra và lớn lên ở cái thôn Triều Khúc, Tân Triều Thanh Trì này. Vâng. Chú là nhà thơ Dương Hùng đúng không ạ? Vâng, cũng vâng. Có cái mệnh danh anh em đặt tên ra. Vâng. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay thì chú tròn 73 tuổi. 73 tuổi. Chú bắt đầu yêu cây từ bao giờ? Bắt đầu yêu cây thì cách đây 25. À, đoàn là... có cái duyên là được đi cùng với đoàn bonsai chuyên Việt. À. Đi từ Bắc vào đến trong Nam một tháng. Thế là về là ngấm cái yêu cây. Và bắt đầu là chơi cây thì mới được có hơn năm. Vâng. Thì đây là tác phẩm đầu tay. Sau hơn một năm yêu cây thì chú có tích lũy được cho mình nhiều tác phẩm chưa ạ? Hiện nay thì đã tự lập ra một cái nhà vườn. Một vườn luôn con. Đấy, con 500 mét vuông thôi. Dạ. Thì hôm nay đã đem xuống triển lãm là 5 phôi và 2 cây bonsai. Dạ. Mini thì để trong sân kia. Vâng. Một cây cần răng và một cây bozo Nhật. Thế còn đây là tất cả đây là 5 cây. Năm cái phôi. Vâng. Đây là cái phôi mua đầu tiên này. À, phôi này hình mua như là trên sông Lô. Có sự tác động của nghệ nhân Vũ Minh Châu. Tất cả đều là có cái sự tác động, có cái sự coi như là hướng dẫn. Vâng. Của nghệ nhân Minh Châu. Vâng. Là thông gia. Dạ. Là ông ấy nhượng một số tác phẩm và ông ấy nhượng lại. Vâng. Đây là ông có mình thích là phải qua cái thẩm thấu của nghệ nhân Minh Châu. Vâng. À, cây này già lắm rồi chú nhỉ? Cây này là tương đối già rồi. Vâng, không thông gia em. Vâng. Không già đâu. Không, cái đoàn bonsai chuyên Việt nó đầu đồng chứ lúc. Thông gia hơn chục năm nay là chỉ được đến để ngồi. Ông ấy làm cây thì chú ngồi chú làm thơ cho ông thôi. Đấy chứ cũng chưa thế mà đi sau chuyến bonsai chuyên Việt. Xuống như ông thông mơ thông miết đây xem đây đúng không? Đấy đúng rồi. Được, ông giới thiệu mấy cái cây là Triều Khúc bán. Đây cây của ông cậu đấy. À, câu câu của ông cậu. Ôi, hôm vừa rồi rất tiếc. Hôm vừa rồi cái bể đấy nó lúc bán thì người ta không lấy bể. À. Cái hôm vừa rồi anh Lộc anh được hưởng. Gia đình bảo cho để lập đi, thế là anh đem xuống cái vườn. À. Cái bể vôi. À. Vôi cổ. Vâng, chú ơi, chúng nhóm mình sang ngắm cái tác phẩm thứ hai chú đi. Tác phẩm thứ hai đây. Cái này là của nghệ nhân Minh Châu chuyển nhượng lại cho. À đấy. Đấy. Chú có thể bật mí là nghệ nhân Minh Châu để lại cho thông gia cây này bao nhiêu tiền không? Hả? Cũng có thể. Tức là mấy cây cơ? À, mấy cây cơ. Cả mấy cây. Vâng. Có khoảng nó hơn 200 triệu. Này, cả cái thân trực cả thân hoành chạy đẹp quá nhỉ? Vâng. Vâng. Nó bị nó cái hôm là nó cũng cho gì chú sơ suất kinh nghiệm chưa có đâu. Để nó chết mất một cái một thân à? một cái thân ở đây. Vâng. Đấy. Không sao chú ạ. Đấy. À, không nhưng mà thế nào thì vào tay nghệ nhân Minh Châu thì đấy, nó còn, sẽ còn nghệ nhân Minh Châu thì đó. Cây này còn đẹp, không lo gì cả. Đấy. Đây. Đây là quý vị ạ, tại sao này quay cây của chú Dương Hùng rất là kỹ rồi. Chú Dương Hùng cũng già nhiều tuổi mà lại chơi phôi. Rất là nhiều tuổi. Anh ấy là trẻ mới chơi phôi. Rất là nhiều tuổi chơi phôi. Vâng. Và trẻ. Cũng mới bắt đầu vào yêu cây. Đấy. Đây, có gì? Chú ơi đây là... Đây là tác phẩm được đặt tên là Kim Long Hí Thủy này, Kim Long Hạ Thủy này. Vâng. Rất nhiều người ở khắp nước cứ gọi điện về đặt hộ tên cho cái cây này. Vâng. Nhưng mà nó chưa thành tác phẩm cho chú chưa. Chú vẫn chưa nhận được là... để cho nó hình thành thì chú mới đặt một cái tên chuẩn. Dạ. Cây này dáng huyền đẹp quá, hình như đây. Đây là có cái nét đục của chú Châu sao nhỉ? Rồi có chứ. Vâng, cái này là nếu nhìn nét đục là phát hiện ra là của nghệ nhân Minh Châu rồi. Thì chúng cháu là đệ tử của thầy Châu nên là thầy Châu. Nhìn những cái nét đục là biết là đã có bàn tay của chú Châu. Chắc là phải sau
năm 10 năm nữa. Ê, quý vị ơi, hôm nay tại sao yêu cây làm phóng sự này? Vì với yêu cây thì đã biết đến chú Dương Hùng, một nhà thơ, và tuổi thì cũng tương đối cao rồi. Tương đối cao. Và lại bắt đầu yêu cây như thủa thiếu thời, đúng nhỉ? Nhưng mà từ khi yêu cây vào nghề cây thì thấy mình hát non và xanh quá. Đó, non và xanh quá đúng không ạ? Chú ơi, ở đây còn tác phẩm nào chú không ạ? Chú này, chia sẻ để cho cộng đồng yêu cây cùng chiêm ngưỡng. Có phải cái cụ to này không ạ? Cụ to, đây là khủng long. Đây là cụ khủng long. Cũng là nghệ nhân chú Minh Châu chọn cho. Mặc dù là chú chơi phôi thôi nhưng mà phải nói là sau sự chọn, lựa chọn cây và cũng là chuyển đổi của có bàn tay của chú Châu vào thì Châu, cây nó cũng rất là dị. Chú Hùng tâm đắc nhất cái câu là vào cái nghề cây này ấy, thì vấn đề giá cả mua đắt rẻ không quan trọng, mà quan trọng là phải mua đúng và phải mua phải nhìn thấy nó có cái tương lai về sau này. Cái bệ đá này mới lên hay là lên lâu rồi chú? Bệ đá này thì mới tạm, khi mà chuyển về thì chú Châu mới làm tạm. Vâng. Thì cái đây là tức là của cũ của nó là cũng có đá. Vâng. Nhưng mà nó không được cái độ mịn nó như này, bố cục của nó gắn nước lốp nhôm chưa được đẹp này đúng không? Thì về qua tay của nghệ nhân Minh Châu. Cái nét kênh bông này là nét của chú Châu rồi. Nét của chú Châu rồi đấy. Bây giờ nhiệm vụ của chú là đang nuôi cái bộ bệ rễ này. Thế còn cái tay tán thì là phải do nghệ nhân Minh Châu điều chỉnh. Vâng. Anh đẹp không quý vị? Một cây trước đây chắc cũng chỉ là một cây long bình thường, nhưng mà sau sự chuyển đổi của chú Vũ Minh Châu thì mà nó tỷ lệ của nó là đúng rồi, khả năng thế. Long thì không có cái đoạn ngắn như này. Không, đây không phải là long. Không phải long. Nó khói hương thôi nhưng mà khủng long. Nó đang đứng lên này thì vật ngang này ra. Thì anh ấy có cái độ co. Nó đã đúng có, rồi, đúng, đã có những cái tay. Nó co được. Dạ vâng. Đây là anh tọa lại 25 mới ra được một cái rễ này. Những cái bộ rễ như này. Đấy, cái này là rễ trước này. Còn 25 giờ mới được như này. 25 giờ là mới xuống được. Nhưng phải nói là vật kiểu dáng đẹp chứ nó. Tự nhiên cây nó rất dị luôn. Dạ. Và hai là những cái nét đục nhỉ? Dạ. Nét đục của thời Châu. Dạ. Hình như là có cái nét của chủ cũ. Em ơi. Cái nét thủ cây của anh này của chú Châu. Chú ơi, còn tác phẩm nào nữa không? Đây là chú nguyên bản cộng đồng luôn. Đây là con ngao Tây Tạng nghệ nhân Minh Châu để cho này. Cũng để cho chú. Ôi. Đấy. Cây này luôn hả chú? Cây này luôn. Không, con này là 1 tỷ đấy. Vâng. Và con này đâu kia. Hai cái mỗi cái đây cây nhá, kia mới ơi. một đấy. Cái cây à để cho vì tình thông gia 1 tỷ đấy nhá. Hát ở trên vườn nhá. Chúng ta thì chắc là tương đối khó đấy. Hai cây. Chúng ta thì chắc phải nhiều tiền hơn nhiều. Hồi này cây tác phẩm rất là dị. Cặp chú mua cặp này là hơn 500. Đây chú ơi, chú quay lại đây đã. Đây. Dạ. Chú cứ nói chuyện nộ hết trên cộng đồng rồi. Đây là con ngao Tây Tạng. Rất dị này đúng không? Đây tác phẩm này mới ra ngoài là có dấu ấn của chú Châu nhiều. Đây là toàn bộ chứ. Vâng. Toàn bộ của chú Châu. Không, chú ý cho nó cái tác phẩm này này. Thì rồi. Nhìn nó rồi. Cái đường nét của chú Châu. Thông gia mới để cho cái ra đấy. Thông gia mới để đây cho là chú đấy. Thông gia. Hai ông bà chung con chung cháu. Và đấy. Đúng ra là ông bà bán là bảo tỷ. Mà là ông để cho là 700. Này là tỷ 2 quát mà cũng mất. Rồi. Vâng, chú ơi, cháu xin chúc mừng chú nhé. Đã sở hữu những tác phẩm rất là đẹp. Rồi. Và đặc biệt là những câu chuyện ở phía sau những tác phẩm đấy, một nhà thơ, một người rất yêu thơ trong chuyển sang yêu cây ở một cái tuổi rất là cao. Và đặc biệt là quý vị và các bạn nhé, chú tuổi rất cao nhưng lại bắt đầu chơi cũng chơi phôi. Tức là rất là tự tin, nghĩ là mình cứ trẻ trung chú nhỉ. Rồi, không là làm gì mà phải sống lên cả cái mấu chốt, cái mà chú muốn truyền đạt lại là gì,
không bao giờ được nghĩ là mình già. Dạ. Nhá. Già già mình vẫn chơi, dạ, vẫn mạnh dạn vẫn chơi. Nếu mình ấy đi thì mình để lại cho con cháu. Dạ. Tất cả những cái cây mà đẹp ấy bây giờ là của các cụ để lại chứ. Dạ. Thế bây giờ mình cũng phải là các cụ để mình làm mình truyền lại cho con cháu chứ. Các ông này chỉ nghĩ là các ông mua để bán để ăn luôn. Và đừng bao giờ nghĩ mình già. Vâng, ngay cả trong lĩnh vực yêu tình yêu cũng thế. Dạ, vâng. Chơi cây cũng thế. Dạ, vâng. Cháu chúc mừng chú ạ. Cháu cảm ơn chú. Xin chào xin chào. Bớt chút thời gian giao lưu với này. Xin chào kênh yêu cây nhá. Cảm ơn anh Lê Thọ rất nhiều, anh Đức Huy rất nhiều. Vâng, cháu chào chú ạ.